Dạ vâng, xin chào các bác. Em về được một con Omni của dòng Ken. Thì sau đây tiến hành em bóc ra để các bác xem nhé. Đây là một con hàng rất là khủng, đời cũng thuộc dòng gọi là khá là cao so với dòng Ken. Và con này thì được rất là nhiều các bác quan tâm. Mới cách đây được khoảng 2 hôm thôi thì là cũng có một anh khách cũng khá là trẻ đấy, thì qua ủng hộ bên em một con rồi. Đấy, thì hôm nay nhà em rất là may mắn lại tiếp tục về được một con nữa. Các cái dòng này thì nhà em thì nói chung là đặt vẫn thường xuyên, nhưng mà hàng nó sẽ về cách Nhật các bạn, chứ không phải lúc nào cũng có hàng. Đấy, ví dụ như cái con mà hôm qua anh kia anh lấy thì là về cũng phải mất mấy tháng đấy. Đấy, tiếp tục con này cũng vậy, tức là đặt hàng rất là lâu rồi nhưng mà hàng nó mới gửi về các bạn, tức là nó dồn ấy. Đấy, mỗi đợt chỉ được đúng một con các bạn, mỗi một đợt là chỉ được đúng một con. Hàng thì mặc dù là họ sản xuất rất là nhiều các bạn, nhưng mà các bác biết là không phải một mình em buôn bán những cái đồ như này, được rất là nhiều các bác buôn bán, cho nên là họ cũng cạnh tranh nhau để nhập với các bác, cho nên là nhiều khi nhập cũng rất là khó. Này, mặc dù hàng họ sản xuất rất là nhiều. Đây, thì hôm nay em về được cái con này thì nó cũng là thuộc hàng đấu mạ, rất là đẹp, hàng được đóng riêng nguyên thùng. À, bây giờ em sẽ đây báo nhật các thứ này các bác này. À, bây giờ em sẽ bóc ra để test thử các bác nghe luôn nhé. Con này thì hàng nó cũng mới về các bạn, vâng, hàng nó mới về, thế là hôm nay chủ nhật thì anh chủ anh không qua đây, thế nên là giá bọn em chưa cập nhật được, thì em sẽ bổ sung giá vào tí em gọi điện mà được thì em sẽ bổ sung giá, còn không thì các bác liên hệ giúp em qua số là 0966594581 giúp em nhé. Tại vì bọn em đây thì mấy anh em ở đây trực cửa hàng thì là toàn nhân viên các bạn. Đấy, giá rổ thì lại không tự quyết ý được. Cái này thì phải hỏi qua chủ, vì nó còn liên quan đến phí vận chuyển rồi phí nhập hàng các kiểu nữa. Rất là nhiều chi phí. Về hình thức tổng quan thì theo cái sự quan sát của em đây thì là em thấy con này là hàng nó là rất là tuyệt vời đấy các bạn, rất là tuyệt vời. Con này như này, con này là quá đẹp đấy, hàng về không còn phải lau dọn gì như này là quá được rồi. Ok, không kẹt phím này, gài cầu ok này, chỉnh direct cái thứ này ok này, volume xoáy ok, ba lăng này, bát này, chép này, rồi các phím monitor này, rồi lau lớt này, nguồn ok. Bây giờ em sẽ kết nối dây loa nhá, kết nối dây loa rồi dây điện thoại thứ để em thử xem tiếng nó có lên không. Dòng này thì công suất của nó sẽ là 150W các bác nhé. Công suất sẽ rất là lớn, 150W. Thoải mái để các bác ghép loa luôn. Các bác có thể ghép những con bát 20 hoặc là 27, như ví dụ như cái dòng loa nhà em này. Bát 27 độ nhạy cao, công suất nó khoảng 80 là các bác ghép vô tư. Còn thông thường thì mình cứ ghép cho em những con bát tầm 20, 16, 18 là ok. Đấy, hoặc là đến bác nào mà có những con loa mà bát 27 30 mà độ nhạy cao như con này, công suất nó vừa phải dưới 100 như con này thì ghép thoải mái. Đấy, kết nối rất đơn giản các bác nhé. Hàng thì được sản xuất tại Nhật, thương hiệu là của Kenwood, mã là 7002. Dây điện thì như dây máy bơm luôn các bạn. Bây giờ em sẽ lên nhạc để các bác nghe thử này. Mặt nguồn này, nó là hai nguồn coi nhá, một tổng một phụ AUX này, cầu A ok. Sẽ chuyển sang một bàn máy tính khác, nhạc khác đi, nghe nhạc vàng các bác nhé, nhạc bolero cho nó vip. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhé. Vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng cay, nuốt bao tuổi hờn, ôi thế gian bao người có bao người yêu
chuyện đời hợp rồi ta.